ở đây hầu như là nhà nào ở phía trước nhà người ta cũng thờ thần tứ diện hết nha các bạn. Thì lúc nào họ cũng thờ thần rắn nha các bạn. Trước cửa đều có thần rắn. Nhìn vào trực diện chùa thì đây chính là cánh phải của chùa. Ở đây. Đây là thần tứ diện. Và các bạn nhìn thấy không? Đây là gian chính của chùa nè, nhưng mà nó khuất mình quay không được. Nó cực kỳ đẹp nha các bạn. Đây khuôn viên chính của chùa trong đó. Bên khu viên bên này còn đang xây dựng thêm nha các bạn. Khu này, đây chính là nhà thiêu nha các bạn. Người ta khi mà người Thái họ mất á, là mất ở bệnh viện. Ở đây người ta không có cho mất ở nhà đâu. Rồi xong mà mất ở bệnh viện thì đưa thẳng vô chùa nha các bạn. Thì ở đây là nơi làm lễ nghi thức cho người ta lên cõi vĩnh hằng nha các bạn. Và bên này thì họ đang mở rộng thêm nè, không biết là họ sẽ xây thêm nhà cho khách hơn là nhà gì nữa. Đây là khuôn viên chùa chính nè các bạn, đẹp dữ sợ không các bạn. Và phía bên bên kia nhà này thì sẽ có một gian chùa bên đó nữa. Hôm nay chùa thì đang mở cửa làm lễ nha các bạn, thì mình không có tiện vô trong đó đâu, tại vì mình không biết tiếng Thái gì. Các bạn không gặp. Đây là khuôn viên ở nơi thờ các vị Phật nha các bạn. Đây là 18 vị La Hán. Và nơi xa xa là đó thì đó là chính là nơi khuôn viên thờ thần tứ diện nha các bạn.
Đây, khuôn viên chùa đó các bạn, nó hoành tráng sợ. Và đây là bãi xe hơi nha các bạn. Đây, bên này có khuôn viên chùa bên này nữa. Mình không hiểu là sao Thái Lan họ chia khu chùa rất là nhiều trong một cái chùa. Thì nó có nhiều khu chùa khác nhau. Còn khu này hình như là nhà khách nha các bạn. Giống cho những Phật tử ở chùa khác người ta qua đây người ta hành hương đó.